Đại dịch COVID-19 đã đặt ra những yêu cầu cấp bách trong đổi mới quản trị đất nước, trong đó có yêu cầu về chuyển đổi kỹ thuật số, xây dựng nền kinh tế số nhằm kịp thời ứng phó với dịch bệnh. Chuyển đổi số cũng được nhấn mạnh là một trong những chiến lược phục hồi chính của các quốc gia ASEAN. Tại Singapore, thì đại dịch đã và đang đẩy nhanh việc chuyển đổi số mạnh mẽ hơn trong nhiều lĩnh vực. Nó giúp doanh nghiệp và cả người dân Singapore không chỉ sẵn sàng thích nghi sống chung với dịch, mà thậm chí có thể tận dụng cơ hội để bứt phá. Những chiếc máy đặt hàng tự động này đang giúp mảng dịch vụ ẩm thực của tập đoàn BreadTalk chuyển đổi cách điều hành các nhà hàng của mình. Nó giúp phục vụ khách hàng hiệu quả hơn và cho phép thanh toán không chạm. Những nỗ lực số hóa như vậy đã được đẩy nhanh nhờ đại dịch COVID-19. Trong thời gian tới, mô hình kinh doanh số hóa thậm chí còn tăng tốc hơn. Cho dù dịch COVID-19 khiến kinh tế toàn cầu bị suy thoái, nhiều doanh nghiệp phá sản, nhưng BreadTalk với hơn 1.000 cửa hàng tại 17 nước vẫn theo đuổi kế hoạch mở rộng thị trường. So với thời điểm trước đại dịch COVID-19, việc mở rộng thị trường và mở thêm các cửa hàng mới của chúng tôi bị chậm lại. Nhưng nhờ việc chuyển đổi số, chúng tôi tin là COVID-19 chỉ làm chậm lại một chút, chứ không thể ngăn chúng tôi phát triển. Đó là câu chuyện của doanh nghiệp lớn. Còn đối với những doanh nghiệp nhỏ như cửa hàng sách Book Actually, nằm trên một con phố nhỏ ở Singapore, chuyển đổi số cũng đang mở ra cơ hội mới cho họ. Mọi người đang cố gắng xoay chuyển hoạt động kinh doanh thông thường của mình sang hoạt động kinh doanh trực tuyến. Chúng tôi cũng đang làm như vậy. Và chúng tôi nhận ra rằng sau khi chuyển đổi số, doanh số bán hàng của chúng tôi thực sự tốt hơn hẳn so với trước kia. Hiện tại, mỗi tháng, doanh thu của hiệu sách đã tăng thêm 20.000 đô la Singapore, khoảng 337 triệu đồng. Mua hàng trực tuyến có xu hướng tăng đột biến, nhất là vào lúc tối muộn. Một thời điểm nữa trong ngày, đó là sau giờ ăn trưa. Tôi đoán là những người đang phải làm việc ở nhà sau khi ăn trưa, họ không muốn quay trở lại ngay với công việc, với thư điện tử, mà muốn dành thời gian để mua sắm trực tuyến trước. Và cuối cùng, chúng tôi cũng được hưởng lợi nhờ việc mua sắm trực tuyến tăng. Không chỉ trong kinh doanh, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực khác ở quốc đảo sư tử, chẳng hạn như giáo dục. Dịch bệnh bùng phát buộc nhiều trường học phải đóng cửa, nên các bài giảng được số hóa để giúp học sinh học tại nhà. Nhu cầu sử dụng các dịch vụ giáo dục trực tuyến đã tăng gấp 3 lần trong thời gian trẻ em ở nhà. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ học tập trực tuyến nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Số người đăng ký các dịch vụ của chúng tôi đã lên tới 10.000 người. Sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất là vào thời điểm giãn cách xã hội. Từ giữa năm ngoái, chính phủ Singapore đã dành hơn 500 triệu đô la Singapore, khoảng hơn 352 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân đẩy nhanh chuyển đổi số nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh. Kết quả là theo số liệu mới nhất, có tới 75% doanh nghiệp cả quy mô vừa và lớn đã đẩy nhanh tốc độ số hóa theo nhiều cách khác nhau để ứng phó với đại dịch. Singapore đang tăng tốc chuyển đổi số nhằm nhanh chóng cán đích trở thành quốc gia thông minh đầu tiên trên thế giới.